hình của các bạn đây. Ngay mình đang có mặt tại setup hoa, vừa setup hoa xong, trang trí ở trong chương trình thanh xuân của mẹ là con. Đây, các mọi người đang setup rất là vất vả đấy ạ. Đây là chương trình của Tutike phối hợp với các nhãn hàng để thực hiện dành cho các mẹ bỉm sữa đang mẹ bầu chứ đang chuẩn bị sinh em bé. Là mình nhớ lại cái khoảng cách thời gian mà mình chuẩn bị làm mẹ rất là thổn thức các bạn ạ. Đây là hoa bên mình vừa làm xong, rất là bừa bộn đây ạ. Cái backdrop này khá to và cao, hoa trang trí khá là đơn giản thôi, rất xinh. Tông màu hồng da và hồng phấn là tông màu được ưa chuộng, nhẹ nhàng pastel, rất là xinh xắn phải không ạ? Và chắc là sẽ phải giờ chỗ này thôi để cùng chờ xem ngày mai backdrop này xuất hiện cùng các mẹ bầu như thế nào nhé. Bye bye. Khung cảnh tấp nập của một sự kiện, mọi người đang chuẩn bị hàng hóa cũng như các standee hoàn thiện nốt các khâu cuối cùng của sự kiện. Standee khung cảnh đấy ạ, và mai thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ biến hóa như thế nào, sẽ sạch sẽ tinh tươm và để chào đón các mẹ bầu. Trên gác là các gian hàng đấy ạ. Tầng 2 là các gian hàng, rất nhiều hãng nhãn hàng. Mình cùng lên nhé. Mọi người đang bê rất nhiệt tình, rất nhiều hàng hóa ở đây. Cái này bao giờ diễn ra em nhỉ? Mùng 7, ngày mai. Ngày mùng 7, 9, 6, 7, 9. Sự kiện rất là đông người. Thank you.